Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì bữa nay mình tiếp tục đi bắt ong ruồi mọi người. Thì thời gian qua mọi người hỏi mình á, sao không đăng clip thì do cái chân nó bị đau lại mọi người, không có đi bắt. Bữa nay mình tiếp tục đi bắt ong ruồi mọi người. Thì mình sẽ đăng những cái clip mình bắt được mình cho người xem ha. Rồi mình phần mình có nến mọi người nên quay hơi lung lắc mọi người thông cảm nha. Còn cái phần mà anh em kêu mình tổng kết á, thì anh em thông cảm nghe, cái đó thì mình không có tổng kết được nha. Nếu mọi người xem clip á, mà được bao nhiêu ổ đó thì mọi người nhắm là sẽ được bao nhiêu ổ đó nha mọi người. Có bao nhiêu mình đăng hết mọi người nha. Rồi bây giờ mọi người cùng theo bước mình cùng săn ong ruồi nha mọi người. Ai có mua mặt ong ruồi á, Cà Mau á, thì liên hệ cho mình nha. Mình có để số điện thoại qua cái tab nè mọi người. Nói gì cho mọi người. Đấy. Nhỏ đó. Ở dưới hụt luôn, nó xuống rồi, nó. Mọi người đấy nha. Con ong mà nó bay mà nó đeo gì nè. Thấy không không? Nó đeo mà mọi người bay mà không thấy ổ nó đeo vòng đó. Mọi người kiếm cho tôi khoảng vài chục mét, 10 mét đổ lại là vòng ổ nó đó. Nó bay đậu nha mọi người. Chậu ong quạt nó nhỏ. Rồi tối nữa. Quá quýnh mọi người. Ông này còn ổ nữa nha, tại vì tách đàn rồi. Nó biết nha mọi người. Nếu có chút. Mọi người, quá còn yêu luôn á. Ổ này già quá. Ông ruồi này ngộ ơi trời coi nè. Người thấy ông người ngon nè. Ổ này trách bày dữ rồi. Nó còn ổ nữa. Ý, đồ cá rô nha mọi người. Cái nè. Cái nè, nó hủy nè. Rồi hai dấu luôn. Ổ nó vậy là nó trách bày nha mọi người coi ý nó nha. Người nó trách bày rồi mọi người kiếm hẳn 100 50 mét là có ổ nữa nha mọi người. Để lắm mình kiếm lại nha. Nên giờ mình cắt cái nha. Hết tưởng tượng cục ngọt luôn mọi người. Ôi con nè. Ôi ôi. Sướng không mọi người nè. Ôi ôi cái đũa. Rồi nó tẻo quân rồi thấy mọi người. Đó đeo quân á. Anh rồi coi. Đó, đứng lên em ơi. Thôi rồi. Quá khủng rồi. Ừ, thấy chưa?
Đây ngủ rồi. Ôi má ơi nó già. Trời nó bay sơn đi xuống rồi. Ổ nó nè. Bị cây nứt bóp hết cục mặt. Bị nứt bóp hết cục mặt không ơi. Mà cũng còn đẹp nha. Đây. Dài dữ. Dày rồi mọi người. Biết lắm à. Mới bắt ổ nè. Bỏ bà ta ha. Vô đây không quên. Thì có ổ già thì chắc chắn là nó chia bầy. Đứng đó coi cảnh tượng ông bay lên nè. Đợi tôi chút nữa. Ủa còn chút thì còn. Ủa khó chịu à. Ủa này khô mặt. Khô mặt mọi người. Cắt ra cái nè. Mặt máy chăm vô mọi người. Wow. Tục con người, nói thằng em nó điện. Ở đây chia bậy nữa thấy không? Kéo mình cắt biết rồi nó mòn rồi người. Nó đầu mùa mà có cắt tới giờ nó hư muốn hư kéo rồi người biết cắt bao nhiêu không rồi. Mọi người thông cảm nha, lát mình có một số ý kiến nói nha mọi người. Mọi người đầu kia mình sẽ phổ biến rồi. Đây. Đây, đây có anh Thạch Khang và chị Nguyễn Trung luôn. Chút trọng ha. Đó, Thạch Khang này bắt gần 2 lít rồi mọi người. Gắt ngang cục ăn thui mấy anh phải á. Mấy anh phải, phải. Kìa. Nè. Kìa. Wow. Già lắm rồi. Rồi từ đó cho. Không, rồi. Cho anh Thạch Khang thể hiện nha. Con này 3 lít đâu? 1 lít. Cái gì? 1 lít nha mọi người. Anh Thạch Khang nha mọi người. Vũ lắm. Rồi quýnh quýnh Khang rồi. À, tôi kiếm được ổ già không? Thịt khá. Ô, ổ này có nhiều mặt thôi. Ôi, bị đóng mặt có màu gúa thấy không? Ốm nhờm thấy không? Nhưng mà cái càng nhỏ.
đây đây cắt cho đây lấy cắt cho không cắt bể cho dễ vậy anh cắt nguyên tàn á bự cho coi luôn á này tao go đi gần quên chí mạng quá chảo bông rồi mọi người già dưới ha ê đây kiếm còn ổ non mày ơi hết bầy ổ này rất bầy rồi à cái nào mọi người ơi dở cái nè thứ nào chịu nổi anh Khang nặng lắm mọi người nặng nặng chứ không phải là cục mặt nặng nha cục mặt rất là nặng cầm ăn cầm ăn nút cầm ăn cầm ăn ồ cục mặt cũng em quá ha nặng lắm con kéo đâu 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 cầm nha rồi ơi cầm 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 bởi 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 cầm 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 này đúng rồi để được chụp cho anh Khang tấm hình luôn nha đấy gì rồi chưa nổi ông nữa mọi người coi nào coi nào vô nào vô vô nào ê hàng nóng rồi trời ơi nó dành đồ có nó thứ gì mà chưa nổi em đi ra thôi em ở đây ngõi không hả đứng ngõi rồi em quýnh rồi để này đây nha còn ngõi luôn thích cái thôi hả nướng nó đi không sao đâu đầu búa luôn nè để đây thấy rồi đó, 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 đó.